Mấy con mua hoài kiếm thể nhớ không ra, vòng vòng kiếm hoài. Lên nó qua bậc nắp là đẹp. Đây hai cây đó nha. Cây này nó này sạc vô luôn. Mày nghe gọi thử cái tao ra có sim đó. Rất là lớn. Mày về nhà kiếm cái chui sạc này. Đó về ba. Nè. À, cái thằng này đời cao rồi. Xài chung mấy thằng Motorola nè, đời cũ. Này là quy chính phải không? Quy chính. Dạ quy chính. Đẹp quá trời. Nay chạy quay trai gặp được mấy điện thoại xịn không nè mọi người. Motorola quay chính nè. Bữa nào mua con về này về cho các bác. Bác nào mua để lại comment nha, em ra mua nha. Motorola quay chính. Nokia. Cái này ai bán thùng không? Máy cổ luôn. Còn nhiều dòng máy lắm nè. Ra chiếc lá nè. Mình sẽ lụm hai con điện thoại này nha mọi người. Lụm hai con điện thoại cổ này về. Hai con 250 ngàn chút tiền. Quá đẹp. Lấy sim ra, lấy sim ra. Còn mấy cây. Cổ chỉ hai này là hai cái cổ á. Ba sim. Hello, xin chào cả nhà nha. Đây là hai chiếc điện thoại mình mới mua hồi sáng nè. Cũng mua ngay chỗ cũ luôn, mua trên đường Lý Thường Kiệt ngay trước cái cổng của chung cư TP Plaza. Mua chỗ cái ông già luôn mọi người. Ông già này ông bán cũng được lắm, giá cũng ok. Mấy hôm trước mình có mua của ổng con N72 với lại chiếc lá lớn đó. Hôm nay mình ghé ra mua cái con này, con Nokia này với lại con Lenovo, nó nắp gập rất là đẹp đó. Này, trước tiên là cái con Lenovo nè, nó rất là đẹp mọi người nha. Đây đó, rất là đẹp nha, sóng đầy đủ luôn nè. Sóng đầy đủ, nó đang ở tiếng Anh để mình chuyển qua tiếng Việt cho dễ nha. Setting display system, đây tiếng Anh chuyển qua tiếng Việt nha, hoàn tất. Đây tiếng Việt đó, rất là dễ thương. Cái máy gì nữa là dễ thương, cái máy này cho mấy bạn gái sử dụng rất là ok, hoặc là mấy bà cô đó. Đó. Nó có cái đèn báo này không đó, khi mà chúng ta có tin nhắn đến đó, khi mà chúng ta có tin nhắn đến thì cái đèn báo này nó chớp chớp nè. Còn nếu chúng ta có cuộc gọi nhỡ đến thì đèn ở đây sẽ chớp chớp. Còn khi chúng ta ghim điện vào sạc thì ngay chỗ cái này nó sẽ cháy lên nè. Đó, nó sẽ chớp đèn sáng lên. Đó, tia sét nè. Rất là dễ thương mọi người nha. Nó có một cái lằn sọc rất là dễ thương. Chỗ này nó có cái móc để chúng ta có thể móc cái móc khóa này nọ đó. Đó. Sóng gió nghe gọi rất là ok. Hai cái mình mua tổng cộng là 250 ngàn đó. Là tính ra bình quân mỗi cái là 100 mấy. Còn rất là ok. Cái máy là ok mọi người. Cái máy này thì nó không có chụp hình nhưng mà nó có chức năng nghe nhạc. Đó, nó có chức năng nghe nhạc này. Đây có chức năng nghe nhạc. Chúng ta chưa thể nhớ. Chụp hình thì không có nhưng mà nó có cho chúng ta nghe nhạc được. À, công cụ. Máy ghi âm, thử ghi âm cái nha. Gì đây? Không tìm thấy. À, ở đây nó hỏi mình sử dụng thẻ nhớ hay là cái gì nè. Chúng ta chưa có thẻ nhớ thì nó sẽ không cho chúng ta sử dụng. À,
đây nó bắt buộc mình phải có thể nhớ thì chúng ta mới có thể ghi âm được. Đó. Cái máy nhìn rất là dễ thương, rất là đẹp mọi người nha. Đó. Chỉ có 100 mấy ngàn thôi, mình 100 mấy chục ngàn thôi. Lenovo còn nguyên tem luôn nè, mọi người thấy không nè, còn nguyên tem luôn, chưa mở luôn nè, đây đây đó, nó còn che lại hết luôn, mấy ngóc nó còn che lại hết, chưa mở luôn, chưa dấu hiệu cậy ra. Nên cái máy này máy còn nguyên sin luôn á, rất là ok đó. Và bỏ qua cái máy này một bên thì mình sẽ tiếp tục đến cái máy này. Cái máy này là cái máy quan trọng, cái máy này là ông già bán ve chai, ông hứa hẹn với mình rất là nhiều. Ông hứa hẹn với mình là hôm sau ông ra, mình ra ông cho mình cái thẻ nhớ có phim heo đó. Đó. Ông mua, ông mua ông ngoại cái ông hiểu ý luôn đó. Thì ông có nói là có, ông có hứa là trong cái clip thì mọi người nghe là ông hứa cho cái, cho mình cái thẻ nhớ, và thẻ nhớ đó có, cho có phim heo đó nha. Đó. Thì hôm nào mình ra đó mình sẽ lấy, tại vì ông lúc mình mua thì ông không có mang cái máy ra, mà ông hoang không mang cái thẻ theo, nên chúng ta cần phải ra ngày hôm sau mới có được. Ở trên cái này nó có cái ấy nè mọi người, có chữ, khắc chữ nè. Ở trên khe sim nó có khắc chữ nè, US gì nè. US.PAT nè. Rồi ở đây là những cái con số. Rồi ở đây là có những cái con số nè. Đó. À, Nokia. Nokia model là 6680. 6680. Thì cái vỏ này nhìn sơ bộ thì mình nghĩ là cái vỏ này vỏ lô rồi mọi người nha. Vỏ này vỏ lô. Đó, vỏ lô cho nên nó nhìn không có tinh xảo. Đó. Ở trên máy thì nó có những cái nút, như là đây là nút nguồn nè, bên đây chúng ta có cái nút nguồn nè. Ở đây là, đây là cái khe cắm thẻ nhớ. Đó, khe cắm thẻ nhớ nè. Và nó làm rất là chắc chắn nè, cái này là xi mọi người, cái này là nhựa. Nhựa giòn nhưng mà nó xi lên nhìn giống như inox vậy, nó nhìn nó bóng loáng, nhìn nó rất là sang. Và hai bên đây nó có hai cái đường viền nè mọi người thấy không? Nó có đường viền giống như inox vậy, nó xi lên. Đó. Bên đây cũng có một cái đường viền ở chỗ này nó bị xúc ra rồi. Chỗ này bị xúc rồi. Chỗ này nó sẽ nối liền từ đây xuống luôn nè, mà nó xúc khúc này rồi. Là cái máy này sẽ sử dụng cái jack cắm tai nghe truyền thống nè. Và cái chân sạc là chân sạc to. Đó. Và đặc biệt là cái máy này nó có con camera trước nè mọi người thấy không? Đó. Hôm nay mua mấy cái chưa, cái nào có camera trước hết, chỉ có thằng này có camera trước nè. Và nó có đèn LED sau luôn, giống N72. Đó. Rồi nó chúng ta có thể trượt lên trượt xuống để chúng ta mở camera luôn. Chúng ta phải trượt lên trượt xuống nha. Đó. Nó có đèn LED luôn. Màn hình này màn hình 2 inch. Màn hình 2 inch. Camera của nó là, để mình xem, nhìn không rõ được. Camera là 1.3 megapixel. Đúng rồi, 1.3 megapixel nè mọi người. Đây. 1.3 megapixel. Đó. Giờ mình sẽ khởi động nguồn máy lên nha. Để hôm sau mình ra mình lấy thẻ nhớ có phim heo về mình coi. Rồi ổng có nói là trong máy này cũng có phim nè. Thì lúc mình test máy mình cũng có thấy một hai bộ phim với lại có hình nữa. Đó. Những cái máy Nokia ngày xưa lúc nào cũng có những cái phim hoặc là hình nữa. Thường là cái thời trước là mình hay đi ra ngoài cửa hàng á để chúng ta chép những cái phim hoặc là chép những cái hình nền hoặc là nhạc chuông. Đó. Thường là ra đó cứ 5.000 hoặc 10.000 là chép full thẻ luôn. Đó. Đây à, mình quên, mình lấy sim bỏ vô. Mình lấy sim từ máy đây mình bỏ vô để mình test máy bên đó luôn. Bỏ sim vào để test máy luôn. Cái này nó hơi khó tại vì mình không có cái sim to. Hôm nào mua một cái sim to nó hoài quên hoài. Mua một cái phim to về để dành test máy. Đó. Lát nữa mình sẽ vào trong máy mình mở cái kho báo cho mọi người xem nha. Đó. Hôm trước mua cái Nokia học quịch kia cũng có kho báo, hôm nay gặp cái con này cũng có kho báo chẳng nữa. Lúc mà mình mua là có cái thẻ nhớ luôn nha, chứ không phải không có đâu, nhưng mà ổng không cho, ổng lấy ra. Đó, ổng lấy ra, chắc là cái máy này ổng đang xài có hình ảnh gì đó của ổng nên ảnh ổng không cho lấy. Ổng kêu là ra hôm sau đi, hôm sau ổng cho à. Đó, hôm sau ra ổng cho cái thẻ khác có phim luôn. Còn cái thẻ đó chắc cũng có phim, mà phim gì nữa, của ổng hay sao đó. Nên ổng không cho. Rồi. Tính ra bình quân mỗi cái là 100 mấy ngàn, cũng rẻ mà mọi người thấy không? 250 mỗi cái 140, 125, 145 ngàn.
À, không, đúng rồi. À, đúng, một cái 125 ngàn thôi à. Hai cái 200. Đúng rồi, một cái có mỗi cái 125 ngàn thôi, quá rẻ luôn. Con này bằng 125 ngàn là rẻ quá rồi, còn gì nữa. Đó, nó nhận sóng 3G luôn nè, mọi người thấy không? Đây sóng 3G nè. Tự động nó cập nhật, à nó chưa cập nhật ngày giờ. Đây ngày giờ nó chưa cập nhật nè. Chúng ta cần phải cài ngày giờ và hoặc là chúng ta có thể vào trong cài đặt đó, chúng ta cho nó tự động cập nhật ngày giờ. Nó sử dụng hệ điều hành CVM mà, để mình kiểm tra cái email chứ chứ. Sao thăng 06 thăng. Nè, số serial number của nó nè. Serial number của máy. Để kiểm tra thông số của nó nha, sao thăng 0000 thăng. Đây. Nokia 6680. Và những thông số ở trên của nó này. Đó. Để thử nghe gọi nó lớn không nha. 900. Rất là ok, nghe gọi rất là to gõ luôn, rất là to, rất là gõ và âm thanh nó rất là ấm luôn. Âm thanh rất là ấm. Để mình test camera nha. Bây giờ chúng ta sẽ trượt cái này xuống để chúng ta mở camera này. Đó, trượt xuống là tự động nó sẽ mở camera. Ở đây nó yêu cầu mình kết nối thẻ nhớ nhưng mà hiện tại chưa có thẻ nhớ. Đó. Mình chụp thử tấm hình của cái chiếc điện thoại này nha. Đó. Để nó xử lý xong, đợi nó xử lý xong. Ồ, cháy luôn. Cháy luôn, chụp cháy luôn. Chụp cháy luôn. Để chắc là để gần quá. Để xa xíu nha, mình chụp cái khác nha. Rồi. Ồ, cháy luôn. Cháy luôn, chắc phải tắt đèn led này. Do nó xử lý ánh sáng dở quá. Rồi, chụp lại cái khác. Chụp lại khác ok nè, thấy không? Đó. Hình ảnh vẫn ok, vẫn nét. Đèn lát này nó không có không ok rồi, đèn lát của những cái máy thì đầu này không ok rồi. Nó xử lý ánh sáng không tốt. Chúng ta muốn chụp chúng ta phải để ở xa, còn để ở gần là nó sẽ ló sáng. Nó không có tự cân bằng ánh sáng. Đó. Rồi khi mà chúng ta muốn tắt camera đi thì chúng ta chỉ cần trượt lên là nó tự động thoát màn hình chính. Còn mặc định á, mặc định khi chúng ta bấm vào camera á, thì nó sẽ ở chế độ là camera trước luôn. Nha, nó sẽ ở chế độ camera trước là theo không đó. Nó sẽ chế độ camera trước nó để chụp thử tấm hình camera trước nha. Đây mọi người đó, tự sướng luôn thấy không? Tự sướng luôn đó. Khi mà chúng ta trượt xuống là nó sẽ mở camera sau, bóc mắt cái đó, nó sẽ chuyển qua camera sau nè, rất là hay đó. Đóng lại, mình mới nhận được tin nhắn, mấy tin nhắn gì nè. Tin nhắn yêu cầu ứng tiền, à yêu cầu ứng tiền đó. Rồi để vào bên trong có game hoặc có phim heo gì không nha mọi người, để tìm cái kho báu coi. Hy vọng hôm sau ra ông sẽ giữ lời hứa, sẽ cho mình cái thẻ. Đây là hình mình mới chụp nãy, hình mới chụp nãy mọi người thấy không, cũng gõ chứ nè, rất là gõ luôn, tự sướng nè. Hình này chụp bị cháy nè, à hình này không phải bị cháy. Đây cái tấm này bị cháy nè, cái tấm bị cháy nè. Nó bị lóa sáng vô chút. À, ê, cái gì đây? Wow. Wow. Hình toàn mấy em dữ không? Nó rất là dễ thương. Trong thẻ nhớ, trong bộ nhớ máy vẫn còn những hình ảnh rất là đẹp luôn. Kho báu. Em nào giống ngân Pokemon đó. Đó. Tự nhiên đang đang em này gái xinh nhảy vào cái mặt của mình thấy ghét rồi đó. Thấy món mửa luôn ha. Để một em làm hình nền coi chơi coi. Sen set adapter. Rồi. Đây làm hình nền gái xinh luôn đó. Hồi xưa là thường điện thoại nào cũng là lấy gái xinh làm hình nền hết đó. Cứ đi chép một đống thì coi chán thôi. Coi chán cái đi chép thêm một đống về nữa, xóa cái cũ, chép qua chép lại cũng có nhiều đó hình.
toàn hình giống giống nhau không, tầm một năm mới đầu mới người ta mới cập nhật những hình mới đó. Cứ một hai tháng mới chép lần thì cũng toàn hình cũ thôi, nó cháo cháo lại thôi chứ không có hình mới. Để coi kho báu rồi còn cái gì nữa không nha. Kho báu back qua phần phim nha. Đây chúng ta có phim nè mọi người, chúng ta có phim nè, xvideo.com mấy triệu nè, xvideo.com mọi người đó, xvideo.com thì các bác biết hết rồi, nghe tới địa chỉ này là biết liền. Mở thử nha, mày chà. Ok. Mình không có thể mở cho mọi người xem được nha, tại vì lý do mà mở ra xem là bị ấy ra, bị dính á, nên mình không có mở lên cho mọi người xem được nữa. Black nha, còn một bộ nữa nè, còn một bộ nữa nè. Bộ này là bộ gì đấy? À, này là PC rồi, PC. Đó, đó. Thôi mình tắt nha, mình không có mở nhiều được mọi người ơi, mở nhiều quá bị dính ra cái dính gậy là chết luôn á đó. Đó. Ở đây chúng ta có kho nhạc không ta? Không có nhạc, máy không có nhạc, game mới có không đây, hiện coi có game không, chúng ta không có game, chúng ta không có game, không có game rồi nha. Trình nghe nhạc nó trình xem phim này, có cả trình chỉnh sửa video này, đây trình chỉnh sửa video này, Messenger. Inbox the template. Để coi nhạc chuông, nó có nhạc chuông nào hay hay không? Profile nè. Ghê này gần là mặc định. Chúng ta sẽ cài đặt nó lại. Chúng ta có nhạc chuông nè. Nhạc chuông truyền thống của máy nghe rất là ok, rất là ấm luôn đó. Đó. Nokia ta 6680, 6680 rất là đẹp mọi người thấy không đó, có cả pin heo, pin con lợn ở trong đây luôn đó. Và hôm sau mình sẽ ra đó mình lấy thẻ nhớ của ổng, thẻ nhớ về để coi ổng hứa có cho mình thẻ nhớ nguyên kho báu chẳng không. Rồi hôm nay mình đã review cho người xem hai cái điện thoại rất là rẻ tiền luôn, mỗi cái chỉ có 120 ngàn thôi mà nghe gọi sóng gió uy vu luôn đó, một cái vừa đẹp vừa dễ thương, một cái vừa cổ vừa vừa hạ độc luôn nè đó. Ghim sạc vô coi, đây nhận sạc liền tại chỗ luôn đó, rất là độc luôn đó. Hôm nay mình review đến đây thôi nha, cảm ơn mọi người đã xem video của mình ngày hôm nay đó, và mọi ý kiến đóng góp thì mọi người có thể để lại bình luận phía dưới video nha. Cảm ơn mọi người.